Xin chào tất cả các bạn nha. Như đã hứa thì mình sẽ kiểm chứng cho các bạn xem là sau khi mình đắp một lớp lá lên, mình lấy bùn tủ gốc lên thì chùn quế cũng như là rễ cám nó sẽ ra như thế nào nha. Thì bây giờ mình sẽ đào đất này lên cho các bạn xem nha. Này, có dế nhủi này các bạn này. Dế nhủi này trồng rau màu thì rất là sợ nha, như trồng ớt này. Dế nhủi nó nhủi làm cho nó đứt rễ các bạn. Tuy nhiên trong canh tác hữu cơ thì những cái con dế nhủi này các bạn này, những con dế nhủi này nó sẽ đào đất rất tốt nha. Nó là đào làm cho nó rỗng cái lỗ đất của mình nha. Cho nên mình lại khuyến khích những con dế nhủi, những giun đất này phát triển nha các bạn. Nó sẽ nhủi, nó đào cái đất của mình giống như hệ thống đường hầm gì đó. Nó làm đất mình nó tơi xốp nha. Và oxy nó xuống dưới thì để nó thoáng. Cái lá này bắt đầu nó mục này, nó mục đen nhanh hơn này các bạn. Đây, rễ cám này. Bắt đầu là rễ cám nó sống được và nó ăn lên nha. Trước đó thì các bạn có thấy rõ là không hề có rễ trên mặt, nhưng mà cái này nó đã có rễ ăn lên nha. Đây này, cái này là rõ nhất này các bạn này. Đây, rễ nó trắng và nó mập này. Nó rất là mập nha. Rễ bơ nó ăn lên đó. Này, rễ cám này các bạn này. Rễ cám ăn trắng mút này. Rất là mê luôn nha các bạn. Thì cái rễ này mà nó ra này, thì theo nguyên lý sinh học của nó là cứ rễ ra thì đọt nó sẽ ra nha. Cho nên các bạn thấy khi phục hồi cây cứ đọt mới ra tức là rễ nó đã phục hồi đó. Mà rễ nó chết thì nó sẽ bị rụng lá, hoặc là nó si cây, hoặc là chết cành. Đó. Ôi, các bạn thấy này. Quá trời. Này, rễ cám nó này. Thấy không? Đó, các bạn thấy này, rễ cám này. Đây là mình mở lên cho các bạn xem nha. Chứ sau này các bạn tổ biết chắc ăn là nó ra rễ đó thì cũng hạn chế mình lật lên nha. Lật nó gãy hết các cái rễ cám này các bạn này. Đây. Các bạn thấy không? Này, rễ cám nó ăn lên này. Ăn rất là kinh khủng nha. Bây giờ chắc đang ban ngày cho nên các chú giun chắc đi ngủ hết rồi hay gì đó các bạn. Mình không thấy con giun nào này. Đây. Này, ban ngày thì các vị đi nghỉ mát nha. Có thấy rồi này. Thì việc tủ gốc này rõ ràng là chứng minh là rễ cám. Đây, rễ cám ăn ngay gốc luôn nha. Ngày trước thì ngay gốc này là thường là ít khi nào có rễ cám lắm. Nhưng mà khi mình tủ với móc bùn đắp lên này thì rễ rất nhiều. Vậy thì rễ này này, rõ ràng là chúng ta phải tưới các sản phẩm kích rễ, phải tưới sản phẩm này, sản phẩm nọ, rồi hữu cơ này, hữu cơ nọ. Trong khi đơn giản mình chỉ cần tủ lá lên với mình đắp bùn lên thôi thì rễ nó đã như thế này rồi. Và nó sống hoài luôn, với môi trường ẩm nên nó sống hoài luôn, dẫn tới mình đâu có phải tốn tiền gì đâu. Nếu mà mình tưới kích rễ thì nó còn tốt hơn nữa, nó rễ nó phúng ra nhiều hơn nữa, nó mập hơn. Còn nếu giả sử mình làm biếng hoặc mình không có công, mình bỏ mặc luôn, chỉ cần tủ lá lên, tủ bùn thì giun đất nó làm cho đất tơi xốp này, mình không cần phải xới. Và rễ này nó ra rồi mình cũng không cần phải dùng thuốc kích rễ, cũng không cần dưỡng rễ gì hết, tự động hết nha. Và nước này mình cũng ít phải tưới luôn, thay vì cứ một ngày tưới 2 lần thì tủ này có thể một ngày mình chỉ tưới một lần hoặc thậm chí là 3-4 ngày. Mình xem cái độ ẩm này, mình kiểm tra nếu mà độ ẩm nó tốt như này này. Độ ẩm mà khi mình nắm cục đất này, xong mình buông ra, nó còn kết như này này. Là độ ẩm này nó đạt rồi thì mình đâu cần tưới nữa. Chừng nào mà nó khô á, mình nắm lại mà nó tơi ra thì nó mới cần phải tưới. Còn như này mình đâu cần tưới. Dù là canh tác tự nhiên hay là mình canh tác bình thường thì việc tủ gốc này nó đều rất hiệu quả nha. Nó đều có lợi ích hết. Đó, đây này. Rõ ràng là đất ngày trước là nơi đất chết đây. Như khúc này này, là đất chết này. Nó cứng ngắc như này nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Này, như cái miếng này ở ngoài nha. Thì nó khô này. Nó khô như đất chết rồi đó. Nhưng mà này, khi mình tủ nó đủ độ ẩm và giun rễ nó phát triển này thì tự dưng các bạn thấy không? Đất nó xốp nha. Này, mình lấy tay mình gãy nhẹ này nó là tơi này. Trong khi bình thường đó nha, mình lấy tay mà mình sọc được xuống là mới lạ đó. Đó, rễ cám này, rễ bơ này. Nó ăn này. Rồi, để mình thử xem là giun nó trốn đi đâu hết này. Có ai có câu thần chú nào gọi nó lên, mình gọi giùm mình đó. Wow, trời các bạn ơi. Rễ này.
Cái này ở bên trong này là trước đó mình đã tủ 7 ngày, là cái khúc từ cách gốc 3 tấc là đã trước đó 7 ngày, tức là cái này được 14 ngày. Thì 14 ngày sau đó thì cái rễ nó phát triển này các bạn này. Này, rễ chính này, rễ ăn ra rễ cám này, đó. Là sau 14 ngày. Còn mấy cái rễ mà phúng mới lên như thế này á thì nó là mới 7 ngày nha các bạn. Cho nên mình tủ nó càng được lâu thì nó càng phục hồi đó. Đó, giun này. Giun quế này. Nè. Đó, giun quế này các bạn này. Cái này rất quý nha. Cực kỳ quý luôn. Giun này mà xử lý đất là coi như mình không có phải mất công xới nha. Làm gọi là nông nghiệp làm biếng, nông nghiệp thuận tự nhiên là nông nghiệp làm biếng đó các bạn. Nhưng mà mình làm biếng khoa học nha, chứ không phải làm biếng mình bỏ mặc nó là không được. Ban đầu nó rất là cực, nhưng mà sau này thì nó lại rất là khỏe. Sau này khi cái hệ sinh thái mình tạo được cho nó một hệ sinh thái tốt rồi, những vi sinh vật, những loài sinh vật có lợi nó sống chung với có hại, nó cân bằng lẫn nhau rồi, thì lúc đó là chúng ta canh tác nông nghiệp nó rất tiết kiệm, nó rất nhàn. Đó, này, chuồng quế này. Đó, chuồng quế đây nha các bạn. Rất nhiều nha. Đây này. Bên đây là hướng Tây nha, còn bên đây hướng Đông. Có vẻ như bên đây nóng hơn, cho nên là chuồng quế nó tập trung vào hướng Đông, nó mát hơn. Đó, các bạn thấy không? Này, chuồng quế này. Đây. Đó, cái này là vòng ngoài nha. Khi cái này sau 7 ngày mình tủ là vòng ngoài này, cách gốc là từ 3 tấc trở đi này. Thì cái rễ cám của bơ, cái rễ mới của bơ nó đã phúng lên rồi nha các bạn. Đây, nó phúng lên trắng này, trắng xóa luôn nha. Thì khi mà nó vươn được cái rễ ra ngoài như vậy á, nó sẽ hút ẩm, hút nước này, mình ít phải tưới. Cũng như là bắt phân, bắt thuốc gì đó. Nói chung là nó rất là tốt nha. Thì sau khi kiểm tra xong rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái lá ở trên. Khi mình cải tạo cho nó nhiều chuồn quế, nó ra rễ cám rồi thì cái lá, cái đọt nó sẽ như thế nào. Bây giờ các bạn nhìn lên trên lá nha. Rồi đây mình cho các bạn xem này. Các bạn cứ để ý nha, bất cứ một cái cây khi suy kiệt mà mình thử một cái giải pháp gì đó, không nhất thiết là mình cứ phải bơi cái bộ rễ dưới đất lên, nó làm cho rễ tổn thương cũng như mình mất công. Mà mình chỉ cần các bạn cứ nhìn là cái đọt này nó mà phúng ra, nó mà ra đọt non, thì tức là bộ rễ nó đã phát triển. Hoặc là ví dụ như cái lá này đang buổi trưa nắng, nó đang ủ, nó bị héo, mà mình phục hồi được bộ rễ rồi thì tự khắc lá nó bóng, nó cứng và nó không còn bị sụ lá nữa. Đó là cái dấu hiệu để mình nhận biết là rễ nó phục hồi. Thì quý vị thấy này, cái này là mình hoàn toàn không có xịt thuốc, không xúc giày nha. Có giày này, có giày mềm này, có bọ chỉ này, có nhện luôn nha, sâu ăn lá này. Nhưng mà mình hoàn toàn không có xịt bất cứ cái thuốc gì nha. Mình chỉ là kích rễ thôi. Thì các bạn thấy này, khi mình kích rễ cái lá ở dưới đây thì sâu nó ăn, nó phá quá, nó hư này. Lá này cũng vậy. Đây, lá này cũng vậy này, nó bị sâu. Tuy nhiên, cái lá này là mới nhất này. Khi mà rễ của mình nó phát triển mạnh, tức là lần trước, 7 ngày trước á, thì nó mới chỉ là phát triển thôi. Thì cái lá này nó bắt đầu nó phục hồi, cây nó phục hồi. Nhưng mà sau 14 ngày, thì cây này bắt đầu nó rễ nó phát triển mạnh rồi á. Thì cây nó khỏe này các bạn thấy không? Lá non nó rất là bóng này. Chứ trước đó là cái lá này nó bị bọ chỉ nó chích là nó khảm này nè các bạn này. Giống lá này. Thì cái lá sau này nó đã xòe ra nha, mà nó rất là bóng. Đọt nó mập này, các bạn thấy không? Đọt rất mập nha. Đó, thì khi cái bộ rễ nó khỏe như mình nói đó, cái câu thần chú là rễ khỏe thì cây khỏe. Mà muốn rễ khỏe được thì đất nó phải khỏe, cái môi trường đất nó phải khỏe. Phương pháp này đã chứng minh cho các bạn thấy là chỉ cần một phương pháp rất rẻ tiền, rất đơn giản mà chúng ta đã tiết kiệm được rất nhiều phân thuốc, cũng như là nó tăng cái hiệu quả, nó phục hồi cái vườn cây của mình nha. Đó, thì các bạn thấy này, đây, nó đang phúng đọt ra nha. Tức là rễ nó ra bao nhiêu thì đọt nó sẽ ra bấy nhiêu, mà rễ nó chết bao nhiêu lá nó sẽ vàng, nó rụng, cũng như nó chết cành bấy nhiêu. Đó, các bạn thấy không, khi mình tủ gốc là nó ra đọt nha. Rồi, bây giờ mình cho các bạn xem cái cây mà mình không áp dụng phương pháp đó nha, xem là các bạn sẽ thấy nó khác biệt như thế nào. Đây, cái cây này. Cây này thì mình chưa có áp dụng gì hết, tức là mình chưa có tủ lá, cũng như không có đắp bùn gì hết, mình để tự nhiên. Và cũng cắt đọt một thời gian như nhau thì các bạn thấy này, cái lá nó vẫn hơi sụ nha. Nó vẫn hơi sụ, tức là nước dễ hút không đủ, nhưng mà lá nó thoát nước thì lại hơi dư. Thành ra cái lá nó hơi sụ, lá nó không được bóng, không cứng. Cũng như đọt này,
nó hoàn toàn không ra đọt đâu nha các bạn. Này, cành nó ốm này, nó không ra đọt mà đọt nó thâm đen này. Đây, cho các bạn xem những cái cành khác nha. Này, nó không hề ra đọt nha các bạn. Nó không hề ra đọt, thậm chí là những cái cành khi mình cắt tỉa, mình có chừa rất là dài nha, mình chừa ra hơn 1 cm luôn á. Nhưng mà nó khi nó rễ nó yếu, nó bị thán thư này các bạn. Thán thư nó tấn công này thì nó ăn sâu xuống dưới đây. Cho nên sau này đối với những cây yếu các bạn cắt á, thì các bạn cắt cho mình cách xa khoảng 2 đến 3 cm, cứ cắt dài ra một chút. Cái này mình chừa ngắn quá thì dẫn tới cây này nó yếu này, nó bị nấm tấn công nó hư nha. Đó, tương tự như vậy cái cành này này, nó hoàn toàn không ra đọt nha. Tức là bộ rễ hiện tại của cây này đấy, nó không có phát triển nha, mất cân bằng so với lá đi. Tức là lá nhiều mà rễ ít á, là do này, đất chống trơn này các bạn này. Không có run thì đất nó bị chai, bị hồ mặt này, các bạn thấy không? Nó không có kẻ hở. Trong khi đất bên kia mình lấy cái tay mình lích nhẹ nó là đất này nó đã bung ra rồi. Thì bên đây nó cứng nha các bạn. Và cái rễ bơ nó cũng ăn lên nha các bạn, nhưng mà nó thối. Cái rễ ăn lên mà nó không có độ ẩm á. Cũng như khi mình làm phương pháp kia thì vi sinh. Vi sinh là những thứ mình không thấy được, nhưng mà mình thấy rõ ràng là nếu vi sinh nhiều á thì cái lá nó nhanh mục hơn này. Và đất nó sẽ tơi xốp hơn, cũng như là rễ cây nó sống được lâu hơn. Thì lúc đó là vi sinh phát triển nha. Đó, thì như các bạn thấy là cái này nó cũng lên rễ cám lên mặt, nhưng mà nó không sống được do cái độ ẩm nó không đủ, cũng như là cái hệ vi sinh đất nó không phát triển. Đó, dẫn tới đất nó cứng này. Đó, và rễ nó cũng ăn lên nhưng mà nó không phát triển, nó chết rễ. Đó, cứng ngắc luôn nha các bạn. Sắp tới mình sẽ áp dụng cho tất cả các cây trong vườn này để mình hạn chế sử dụng phân bón kích rễ này, là các cái chất kích thích sinh trưởng á, và mình cũng hạn chế sử dụng phân bón. Và khi rễ nó khỏe rồi thì cây cho các loại bọ chỉ côn trùng chích hút thoải mái luôn. Thì giống như mình khỏe, muỗi chích thoải mái mình dễ, nhưng người mình yếu mà muỗi chích nhiều là mình cũng dễ bị sốt nha các bạn. Thì cây nó cũng vậy, khi rễ nó khỏe, cây khỏe rồi thì mấy côn trùng chích hút như dày dẹp bọ chỉ gì đó mình không có sợ nha các bạn. Thì sắp tới mình sẽ áp dụng phương pháp này cho toàn vườn nha. Rồi, hôm bữa mình cũng có nói là khi mình cũng áp dụng cái phương pháp cho cái cây nó bị héo lá. Bây giờ đúng 7 ngày mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Thì hiện tại cây này trời vừa mới nắng gắt á, thì nó vẫn bị sụ lá, nó phục hồi không nhiều. Tức là hiện tượng héo lá nó không cải thiện được nhiều. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra xem cái hệ rễ bên dưới cũng như chùn quế nó đã phát triển hay chưa. Và nguyên nhân tại sao mà cây này bây giờ sau 7 ngày nó vẫn thoát nước thì quá nhiều, trong khi rễ hút không đủ. Tức là cây này nó suy rễ nặng luôn nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đào cái bộ rễ lên cho các bạn xem thực tế cái nguyên nhân vì sao nha. Bây giờ mình sẽ phân tích trước ở trên lá trước cho các bạn định hình cây này nha. Thì như lần trước mình đã nói á, ngoài việc cây này nó bị tổn thương rễ dẫn tới nó mất cân bằng, tức là rễ ít mà lá nhiều á, dẫn tới nó thoát nước quá nhiều á, làm cho cây này héo này. Thì cây này trước đó nó cũng đã bị thán thư này các bạn, nó thán thư lá này. Nó thán thư rất trầm trọng nha. Đó. Và cái cây này trước đó thì nó cũng đã yếu rồi các bạn này. Rồi nó bị ảnh hưởng thuốc cỏ này. Khi mình xịt thuốc cỏ nha, thuốc cỏ lưu dẫn luôn đó các bạn, chứ không phải cỏ cháy như ngày xưa glyphosate đâu. Bây giờ là cỏ lưu dẫn đó. Rồi bọ xít nó tấn công này các bạn này. Đây, sẵn đây mình cũng nói luôn nha, sau này mà đi vườn mà các bạn gặp sâu, bọ xít, nhện gì đó mà thấy ổ trứng này, các bạn chịu khó mình nhặt bỏ đi nha, chứ đừng có để này. Cái cây này bị lỗi là cắt tỉa không đúng phương pháp đó các bạn. Như đáng lẽ là mình tỉa bớt cành đi, mình để nó quá nhiều cành non này, thì lá non nó thoát nước nhanh hơn lá già nha. Lá non nó sẽ thoát nước nhiều hơn lá già. Cây mà đang bị héo mà lá non càng nhiều thì nó càng nhanh héo nữa. Cho nên lưu ý là khi mình cắt tỉa, như mình thì mình sẽ chọn khoảng 2 đến 3 cành tốt nhất thôi, chứ mình không có để nhiều như vậy. Đó, cắt tỉa sai phương pháp này các bạn này. Bây giờ mình sẽ đào cái liếp đất này lên xem sau 7 ngày mình đắp cái phương pháp mình đã chứng minh bên kia thành công, thì đối với cái cây nó đang suy kiệt, nó đang héo lá thì nó sẽ như thế nào nha. Xem rễ cũng như xem chùm quế nó phát triển như thế nào rồi. Có chùm quế này nha các bạn. Này, chùm con này, chùm thiếu nhi này. Đây nha. Liếp độ ẩm rất tốt nha các bạn. Cây này thì khi mình đắp như thế này là khỏi phải tưới đó các bạn. Rồi, có chùn quế nha các bạn. Đây, chùn quế thanh niên là có nha. Lúc nãy nhi đồng, bây giờ thanh niên này.
chuồn quế nó đang phát triển này. Đây, chuồn quế đào những lỗ này, đó, nó phát triển ở dưới này. Wow, đây các bạn ơi. Đây nha, chỗ này lúc nãy là mình vừa bắt con chuồn quế đây nha. Thì các bạn thấy này, khi mình tủ lên như vậy, độ ẩm tốt nha, là cái rễ này, các bạn thấy không, rễ cám này, nó ăn ra này. Trong khi thực sự là các bạn cứ thử kiểm chứng nha, xem mình nói có đúng không nha. Tức là nếu các bạn cứ tủ như này, đúng ít nhất là 7 ngày thôi, chỉ cần 7 ngày thôi là rễ cám là ra như thế này các bạn này, rễ cám này. Và mình hạn chế phải tưới nước nha, mình rất là nhàn trong việc tưới nước luôn đó các bạn. Không phải là mình cứ tưới nước nhiều là tốt đâu nha, vừa mất công mất sức, nhưng mà chưa kể là khi đất mà nó bị chai, nó hồ mặt á, chúng ta tưới nó chỉ ướt được 10 đến 20 cm ở trên thôi, còn ở dưới là nó không ướt nha, dẫn tới rễ nó vẫn chết như thường. Nhưng mà tủ phương pháp này là trên mặt mà nó ẩm như này thì tức là bên dưới nó cũng ẩm nha. Đó, các bạn thấy không, rễ này, rễ nó phát triển ha. Đó, rễ cám rất nhiều luôn nha. Và cái đất này nó cũng đang mềm dần này các bạn. Đất này nó cũng đang mềm rồi đó, thấy không? Đó, rễ cám này. Các bạn thấy không? Rễ cám nó tốt kinh khủng chưa? Đó. Và đất nó rất mềm nha. Mình này, gãy nhẹ nó là tách lớp rồi nha. Trong khi nếu mà mình, các bạn thấy rõ ràng là nếu mà mình không có tủ, đất này mình phải dùng hai ngón tay mình siết nó mới bể ra các bạn. Đó, rễ cám này. Vậy thì phương pháp này mình cũng đã chứng minh nhiều lần về cái tính hiệu quả của nó để áp dụng cho canh tác nông nghiệp hữu cơ cũng như là trong canh tác bình thường. Nếu chúng ta áp dụng thì sẽ tiết kiệm được tiền phân kích rễ này, tiết kiệm được tiền phân hữu cơ này, và tiết kiệm được công tưới nước luôn nha. Quý vị và các bạn nên áp dụng nha. Thực ra là mình cố gắng mình làm để chứng minh, để cho mọi người biết cái tính hiệu quả thực tế của nó, để mọi người áp dụng và làm sao để làm giàu từ nông nghiệp và làm giàu trên chính mảnh đất của mình nha. Cho nên các bạn cố gắng mình áp dụng. Sắp tới là nếu mà mình có điều kiện á, mình lại tủ thêm một lớp lá ở đây và lại thêm một lớp bùn mỏng nữa. Mình cứ tủ hoài như vậy nhé các bạn. Và khoảng 7 ngày đến nửa tháng, một tháng gì đó, có thể mình sẽ quay lại cho các bạn xem là cái đất này này, sau 7 ngày, 14 ngày, một tháng nó sẽ mềm ra hay chưa nha. Như cái clip bên kia các bạn, 14 ngày là đất này nó rất là mềm này, nó xốp lên luôn á. Là như giun rễ nó phát triển cũng như vi sinh vật phát triển, đất nó xốp ra nha. Còn như hiện tại cái clip này, đất mặc dù nó mềm là mềm hơn so với ngày trước thôi, nhưng mà đây này, nó vẫn còn rất cứng nha. Đó, nó vẫn còn rất cứng này. Nói chung là sau 7 ngày nữa mình sẽ quay cho các bạn xem là cái phương pháp này nó làm đất nó mềm ra thêm được nữa như thế nào nha. Kết luận là phương pháp này nếu chúng ta áp dụng cho vườn của mình thì chuồn quế nó sẽ phát triển, rễ cám nó phát triển, tiết kiệm được công tưới nước, tiết kiệm được phân kích rễ, tiết kiệm được rất là nhiều thứ nha. Mà cây trồng chắc chắn là cây này sắp tới rễ nó phục hồi á, thì nó sẽ phát triển trở lại nha. Cho nên chúng ta mạnh dạn áp dụng nha. Và hiện tại thì mình đang làm một series về nông nghiệp thuận theo tự nhiên, tức là áp dụng những biện pháp thuận theo tự nhiên làm sao mà dễ làm, tiết kiệm chi phí mà lại tăng cái hiệu quả cho cây trồng để mình tăng lợi nhuận. Quý vị và các bạn nào quan tâm á, vui lòng xem ở danh sách phát series Thăng A 46 của mình nha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.